Hi, xin chào cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình Share and Share livestream cùng One More. Và ngày hôm nay là ngày mùng 6, cũng là ngày chủ nhật và cũng là một ngày cuối cùng trong cái đợt nghỉ lễ Tết của chúng ta. Ngày mai thì đa số là các bạn đi học và đi làm lại rồi. Và để kết thúc một cái chuỗi ngày chơi Tết thì ngày hôm nay tụi mình đã đi cúng tổ, đi cà phê và bây giờ mình quyết định sẽ đến một quán ăn review các bạn về món mì. Mà đây là với cái phong cách quán rất là đặc biệt thì quán là mình sẽ mở rất là khuya. Mở rất khuya luôn. Thế là mì cây khuya nha cả nhà nha. Mọi người hãy cùng vào xem và cùng tương tác với chương trình. Tụi mình sẽ đọc tất cả các comment của các bạn ở bên dưới. Xin chào em Bi Dũng. Chào em Bi Dũng. Rồi mình sẽ vào chương trình luôn nha. Không gian quán hơi ồn chút xíu, mình cứ dịu quá to lên. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với chương trình Share and Share livestream trong One Bar. Hôm nay là quán tên là mì cay khuya, tại vì là quán mở rất là khuya luôn. Thì ở đây là có hai phần, mọi người cũng thấy là mì khô và mì nước là hai món đặc sản ở đây. Một bên là mì khô khuya là gọi là best seller, là phần ăn mà được mọi người chọn nhiều nhất. Bây giờ con ba sẽ quay kỹ mọi người xem. Thì một phần ăn được bày trí hết sức là dễ thương. Wow, tìm quá nhiều, cảm ơn Bi Dũng nhiều nha. À, mọi người có thể thấy là một món ăn đây. Còn bên đây là phần nước. Phần nước thì đã bị khuấy trộn bởi hồi nãy có một cái thằng kia nó vô tình nó chọt đũa vào đó mọi người. Đó, bên đây là khô. Bên đây là nước. Đây, Bi Dũng hỏi anh Ba đâu, muốn coi cận mặt không không? Nào, quay menu nào. Bắt đầu. Khuya. Sao em không muốn nói gì hả? Đây nè, đó, khô veo và ướt át là hai thể loại ở quán. Đó, các bạn có thể thấy khô và nước. Khô là sẽ có các loại trộn nha. Ồ, vị ớt hiểm rất là cay lắm nên mình không có dám kê, nhưng mà vị ớt hiểm có vẻ là cái topping bên trong rất là đặc biệt, gồm có tôm càng, bạch tuộc, hải sản. Mà món ăn cũng cay lắm đó, ớt bột rất là nhiều. Mà đang làm gì cho tôi thế vậy? Mình đang mớ đó mà. Bún bạch tuộc, bún hải sản. Đó. Mì kim chi. Đây nha cả nhà nha. Rồi sau xem giá cả xong rồi. Nó luôn là mọi người cũng có thể phân biệt được cây ít cây vậy. Anh ơi, đọc cho mọi người xem đi. Không, tại vì trong đây nó không có nói mức độ cay. Nếu các bạn ăn thì sẽ nhân viên sẽ hỏi các bạn là mình bạn đuôi rồi. Nó ghi vậy thôi, mà khi mà mình nhân viên order, người ta sẽ hỏi kỹ là bạn muốn cay như thế nào, cấp độ như thế nào. Mình nghĩ là ăn các bạn ăn vừa vừa thôi thì nó sẽ cảm nhận đủ cay quá là nó mất vị luôn. Chúng ta cũng có thể kêu thêm. Ok, thì mình vào mình review đi. Rồi. Thì ở đây mọi người có thể thấy là nếu như mà cái phần khô thì là một phần nước súp rất là cứng xíu, thêm sáng nhỉ? Thấy. Đó, thì trong đây có một nửa quả trứng, trong đây có nửa quả trứng gà luộc. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ thử trước, thôi thử món này trước đi ha. Món nước trước đi. Đây là một món mì rất bình thường. Đây, mình sẽ thử phần nước dùng trước. Ngon không mấy chỗ mì cay kia. Nước dùng này nước dùng nấu chứ phải là nước dùng mì gói. Hồi nãy anh ăn thấy sao? Anh không muốn lên thấy sao? Đậm đà mà. Đây ngon quá. Nước ngon lắm. Chúng là một phần ăn như thế này là của anh nhiêu vậy? 40 mấy. Tính ra là mấy quán mì cay kia nhiêu phần ta? Cũng cỡ này luôn. Đúng rồi. Giờ tính ra ăn đây ngời hơn, tại đây ngon hơn. Ở đây thì các bạn của cái mì này nó còn sẽ ngon hơn rất là nhiều so với cái mì cay mà chúng ta thường ăn ở những cái quán khác. Bởi vì mì ở đây được nấu.
có lẩu vậy? Gánh á. Nè. Rồi tiếp theo đây là mình sẽ bây giờ mình sẽ ăn thử phần khô để xem cái vị trộn nó như thế nào. Nếu như mà ăn khô thì các bạn dùng nĩa nha. Wow, nếu như mà khô thì cay hơn. Cay lắm hả? Ừ. Nếu như mà khô thì nó sẽ cay hơn, tại vì phía trên nó có bột, nó sẽ cay hơn rất là nhiều so với mì nướng. Rất là ngon. Wow. Đây, nếu như mà ăn khô thì cái phần nướng nó chua. Phần nướng là mang cái vị chua cay, còn bên đây là của vị đậm đà cay. Nói chung là mì cay này thì nếu như mà các bạn kêu phần khô mà bạn nào mà ăn cay ít á thì các bạn nên kêu loại là cay ít thôi. Tại vì thật sự là cái mì nướng với mì khô hiểu mì khô cay hơn. Tại mì khô là được trộn với ớt bột nè, giúp cho mọi người thấy ớt bột nè. Đó, thành thử ra nó sẽ cay hơn một tí. Nói chung là cái mùi vị nó cũng rất là vừa phải, nó cũng không có quá gọi là quá ngán, nhưng mà chắc mọi người sẽ ăn từ được. Ăn qua không gian quán mà mình xem. Quán nó hơi nhỏ, tại vì nó nằm trong một con hẻm trên đường Nguyễn Trãi. Có tầm chỉ là hơn 7-8 cái bàn thôi. Đã tới không gian bếp rồi. Đó. Một hôm nào đó chúng ta sẽ dẫn các bạn đi ăn món mì quăng nha, món mì trộn quăng. Nó cũng tương tự như vậy nhưng mà cái nó đa dạng về mùi vị hơn. Và nó sử dụng là mì Ý. Đúng rồi, nó sử dụng là loại mì Ý nhưng mà nó sẽ có rất là nhiều sốt, rất là nhiều topping. Topping. Đây. Ở đây. Đây là chuyên về mì cay và mì ở đây cũng có mì đùi gà nữa nè. Mì trộn tôm dâm. Tôm dâm là một loại sốt Thái mà nó có vị tương đối như lẩu Thái. Mì cái tôm càng này bánh tù nữa nè. À, có cái số điện thoại này. Ở đây là có liên hệ với delivery giao hàng được. Và cái app Gobi Grab này cái cũng có. Làm con bông thử nước đây đi. Đây là phòng trà xã tắc. Ừ, phòng trà xã tắc. Món mà quán tự nấu tự bán luôn. Tôi muốn thử. Mùa nãy tụi mình có pizza trong một cái quán trà. Quán trà trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và trên cái căn chung cư á, nó đẹp lắm, nó thanh tịnh lắm. Thì có gì mọi người nhớ qua Facebook Wambo để mọi người có thể xem địa chỉ nha. Thì một món nào đó Wambo sẽ làm một số đây video. Đây bây giờ đó. Cái quán đó thật sự quay buổi tối nó sẽ không đẹp bằng quay ở cái tầm giờ chiều. Đúng rồi, tầm giờ chiều là nó đẹp nhất. Không gian ánh nắng đánh vô và cái màu sắc của quán sẽ rất là đẹp và hợp. Hơn là buổi tối nó bị mờ lắm. Còn hiện tại thì quán mì thì nếu anh ta thấy điểm cộng là cái vị mì rất ngon. Rất ngon, rất đặc trưng và nó đầy đủ. Còn nếu như để điểm trừ thì có rất nhiều điểm trừ. Điểm trừ ở đây là hơi nhỏ, phải chứ nó rộng một tí là nó đã ngon rồi. Không gian quán nó không được thoải mái nếu có bị ghi tóc đông người. Đúng rồi, thử mà đi chừng chục người là xong rồi đó. Là bao hết á. Nhưng mà tại vì nói chung là cũng trong hẻm, thành ra nói chung là cũng khá là private, khá là riêng tư, không có phải đông đúc quá, cũng không hẳn là nhiều người biết. Mở rộng đi bởi vì rất là ngon. Một lần nữa cho mọi người xem nha, ngoài ra còn có một số khuyến mãi nữa này. Đây nha. Đó. Và nếu như mà bạn cảm thấy chưa đủ với cái mùi vị của họ. Wow. Đây là ớt bột của quán. Một ít thôi là sẽ rất là cay luôn á. Đó. Không gian bàn quán là để trong mấy cái sao mấy cái hũ mà đựng mấy cái này rất là dễ thương. Và đây cũng đã cuối chương trình rồi, chúng ta sẽ đọc địa chỉ nha. Địa chỉ là 233. Cái này là quán nước. Quán hơi béo là quán nước. Đây đó, ăn khuya và hơi béo là nằm trong hệ thống chung với nhau đó. Nói chung là ai đặt tên cũng dễ thương ha. Rồi. Ok. Một lần nữa quay lại cái màn của tụi mình. Đó. Nó nằm trên đường Nguyễn Trãi khúc nào ha anh Bo ha? Khúc mà gần với cái phòng xoay á, phòng xoay ngay chỗ bệnh viện. Nhưng mà cái hướng mình nghĩ là cái hướng nó đi là mình nên đi cái hướng mà đi lên phía Sinesta, nằm bên tay trái là sẽ thấy cái hẻm. Đặc biệt là nó rất gần với cháo sườn chua tre. À, thì
nói chung là cái con đường Nguyễn Trãi là con đường mà rất nhiều đồ ăn ngon và lạ luôn. Thì ngày hôm nay chúng ta các bạn phải chịu nó săn một tí nha, tại vì nó nằm trong hẻm ấy. Rồi, giá thì rất là bình ổn, rất là ok cho các bạn. Rất là tiền. Rồi. Ok, và cuối cùng là mọi người hãy nhớ theo dõi xem lúc 19 giờ mỗi ngày để có thể biết thêm được các địa điểm ăn uống, cũng như là hãy nhớ tải app ứng dụng HTVC Trang RLFV để có thể xem các chương trình khác của HTV nha. Bye bye, mình chúc mọi người một tối vui vẻ.